Dân gian Ngụy Văn Thực Lục tập 76 Dịch Phong Lăng Được thực hiện bởi Bạch Ngọc Sách Audio và đã được dịch phun trên bạch ngọc sách chấm vip Chương 186 Trước khi cắt âm Ừm, thân người tôi hơi cứng đờ lại. Hà Thái Nhi quệt nước mắt rồi mới nói Lão bố nuôi này của mày không thân, sau này mày cũng đừng quản lão. Vẻ mặt Lưu Văn Tam rõ ràng có chút sốt ruột rồi. Lão trợn mắt nhìn Hà Thái Nhi một cái. Thập lục là con trai nuôi của tôi, Tôi không thân nó được à? Chỉ là cho nó nghỉ ngơi, ở với Trần Mù một lúc. Cái bà này, làm gì cũng vội vội vàng vàng, cũng chẳng để cho thập lục được thở nữa. Mắt nhìn hai người bọn họ lại chuẩn bị cãi nhau, tôi vội ngăn lại, nói tôi đều rõ, bọn họ đều muốn tốt cho tôi, không cần thiết phải cãi nhau. Bọn họ nghe vậy mới dịu đi. Tiếp đấy Hà Thái Nhi lại hỏi tôi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Miệng người nhà họ Phùng nói chẳng rõ ràng gì, bà ta nghĩ cứ đến hỏi thẳng tôi cho nhanh tuy rằng lưu văn tam cứ kéo tay hà thái nhi bảo bà ta đừng có hỏi chuyện phức tạp như thế vào lúc này nhưng rất rõ ràng tôi cũng có thể thấy được kỳ thực lão cũng có rất nhiều nghi hoặc và hiếu kỳ tôi kéo ghế bảo bọn họ ngồi xuống lúc này mới lần lượt đem chuyện ở nhà họ phùng nhà họ cố chuyện tìm huyệt chấn xác trên lũng long mạch ở ngoài thành phố cũng việc đấu phong thủy với lý đức hiền ra kể sóc mặt hà thái nhi liên tục thay đổi đến cả đầu mày của lưu văn tam cũng giật lên mấy lần cuối cùng sau khi tôi kể xong lưu văn tam chẳng nói gì vẫn cứ là cái ánh mắt phức tạp như lúc trước lại còn lắc lắc đầu hà thái nhi thì nói giống hệt như những gì lưu văn tam nói lúc nãy bà ta cũng bảo rằng tôi quá dễ dàng đi liều mạng mềm lòng và lương thiện cũng sẽ trở thành nhược điểm của tôi bà ta cũng bảo tôi phải tiếp tục sống một cách thận trọng bởi mạng sống của tôi không phải chỉ là của mỗi một mình tôi sau đó bà ta mới cùng lưu văn tam rời đi tôi lại càng suy nghĩ kỹ càng hơn sau đó bà ta tìm y tá kê thêm cho tôi một chiếc giường ở trong phòng bệnh tôi bèn ngủ một đêm ở trong phòng bệnh của trần mù ngày hôm sau lúc tỉnh dậy tôi mới phát hiện trần mù chẳng thấy đâu nữa phùng khuất đợi ở bên ngoài phòng bệnh bảo với tôi trần mù tỉnh lại xong liền dẫn ngao sói đem theo xác chết của con gái và cháu trai lão đi rồi nhắn lại với tôi là đợi sau khi người tôi hồi phục thêm chút nữa thì đi tìm lão tôi sớm đã quen với cái kiểu kiệm lời của Trần Mù rồi, cũng chẳng thấy có gì không hợp. Lại đi qua thăm Lưu Văn Tam và Hà Thái Nhi, vừa hay bọn họ cũng chuẩn bị xuất viện. Lưu Văn Tam thấy ở trong viện dưỡng thương, không quen chút nào, đòi về thôn Liễu Hà điều dưỡng, tôi cũng định về thôn Liễu Hà cùng với lão trước. Phùng khuất rõ ràng rất khó xử, nói chúng tôi cứ thế này mà đi, đến lúc đấy gia chủ lấy luôn đầu hắn. Tôi cũng giải thích với hắn đôi câu, bảo Phùng Chí Vinh sau khi chuyển mộ ổn thỏa hết xong, thì đến tìm tôi, tôi giúp lão đi xem. Nếu như có bất kỳ tin tức gì của Lý Đức Hiền, cũng đến thông báo cho tôi, Phùng Khuất nghe vậy mới đi giúp chúng tôi điều xe. Xác chết của Khổ Nhi vẫn cứ dùng vải trắng che lên đặt ở góc phòng bệnh. Hà Thái Nhi dọn dẹp hết đồ đạc xong, người nhà họ Phùng cũng đem một cái quan tài màu đen to bằng cỡ đứa trẻ con đến. Lưu Văn Tam lúc này mới đặt xác chết vào trong, rồi được người nhà họ Phùng khiêng đổ, rời khỏi bệnh viện. Trong lòng tôi cũng có chút ngạc nhiên, hỏi đêm hôm đó xác chết của khổ nhi đưa đến viện bằng cách nào không có trần mù dẫn đường âm sợ là phiền phức cũng không nhỏ lưu văn tam bảo với tôi lúc đó lão không hề hôn mê cho người đặt xác chết bên cạnh lão thêm việc trời đã sáng nên không xảy ra chuyện gì cả tôi nghe vậy mới rõ nguyên nhân trời sáng âm khí tiêu tan dương khí nặng cho dù có là đại quỷ đa phần cũng sẽ chẳng tới gây sự với lưu văn tam sau khi rời khỏi bệnh viện vẫn là phùng khuất lái xe đưa chúng tôi về thôn liễu hà lại còn giúp chúng tôi dỡ hết hành lý xuống rồi mới rời đi khổ nhi được lưu văn tam và hà thái nhi thờ cúng ở trong nhà tôi vốn dĩ có đề nghị tìm một chỗ long mạch đất lành thượng phẩm để an táng nhưng hai người bọn họ đều không đồng ý sau đó tôi cũng không kiên trì bao nhiêu năm rồi hai vợ chồng họ đều đợi khổ nhi lên bờ về nhà cả nhà khó khăn lắm mới được đoàn tụ nếu đã có thể thờ cúng được thì đương nhiên cũng không muốn tách rời. Tôi cũng ở lại thôn Liễu Hà nghỉ ngơi liền ba ngày, cuối cùng coi như cũng hồi phục lại tinh thần. Trong thời gian này Phùng Chí Vinh cũng có phái người đến, nói lại tình hình của nhà họ Phùng bọn họ. Sau khi chuyển mộ, bệnh tình của mẹ ông ta cũng đã thuyên giảm, thân thể cũng hồi phục không ít. Nhà họ Phùng vốn dĩ mấy ngày trước việc làm ăn bị tổn hại rất nhiều, hiện giờ cũng đang dần có chuyển biến tốt, tạm thời không phát hiện ra tình trạng Lý Đức Hiền tiếp tục ám hại bọn họ ông ta tìm thấy nhà cũ của Lý Đức Hiền, chỉ có điều ở đó không có người. Ông ta hy vọng tôi qua đó dùng chút thủ đoạn, ép Lý Đức Hiền thò mặt ra. Tôi nghĩ ngợi qua lại, đồng ý với đề nghị của Phùng Chí Vinh. Tôi không thể nào cứ đợi Lý Đức Hiền đến tính toán gài bẫy tôi. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ thì chịu tai ương thôi. Sau đêm ngày thứ ba, Phùng Chí Vinh phái xe đến đón tôi vào trong thành phố, còn đem đến cho tôi một cái điện thoại đời mới và một bộ đường phục mới toanh tôi đem theo tất cả đồ tùy thân lúc lên xe hà thái nhi lại khuyên tôi bất kể là đi làm gì cũng đều phải chú ý an toàn lưu văn tam thì chỉ nói một câu bảo tôi an phận chút còn hai hôm nữa là đến ngày cắt âm của bố tôi rồi còn phải đi đón trần mù về thôn tiểu liễu nữa lòng tôi run lên một cái tôi đương nhiên nhớ rõ thời gian không ngờ lưu văn tam cũng nhớ rõ như vậy tôi biểu thị mình biết rồi cũng sẽ chú ý chừng mực rời khỏi thôn liễu hà tôi không qua nhà họ phùng trước mà bảo xe đi qua đường xuân hoàn ở khu trung tâm thành phố trước cạnh khách sạn ở đó có hàng vàng lớn nhất khu trung tâm thành phố khi đó tôi đã giao ước cần sửa bản tính sau đó xảy ra chuyện của nhà họ phùng mãi tận bây giờ tôi mới tới cũng chẳng biết kim thuận sương có còn giữ thanh trụ bản tính cho tôi không bất kể là tôi về nhà ở thôn tiểu liễu cũng được hay là tôi đi tìm lý đức hiền tính sổ cũng xong tôi đều phải nhanh chóng sửa xong kim toán bàn Tác dụng của định la bàn rất lớn, không có nó, tôi không có cách nào điểm huyệt nhanh như vậy, thậm chí còn có thể phán đoán nguy hiểm nữa. Kim toán bàn của Trương Cửu Quái chắc chắn cũng sẽ không kém định la bàn. Có kim toán bàn cũng sẽ giúp tôi tăng thêm vài phần thực lực. Chương 187, chuyện không liên quan mình, thì gác một bên. Người Phùng Chí Vinh phái đến đón tôi là Phùng Khuất, tôi không cho hắn đi theo mà một mình xuống xe, bước vào trong hàng vàng lâu đời kia trong cửa hàng có không ít khách, có nhân viên lên trước đón tiếp tôi. Tôi liền hỏi luôn lão sư phụ Kim Thuận Sương có đây không? Nhân viên phục vụ đón tiếp tôi, vừa hay là người mà lần trước tôi từng gặp. Mặt cô ta đầy vẻ mừng rỡ, vội vàng mời tôi lên tầng 2, lại pha cho tôi một ấm trà long tỉnh, sau đó mới bảo tôi chờ một lát, rồi gấp rút xuống dưới lầu thông báo cho Kim Thuận Sương. Tôi lấy chiếc kim toán bản từ trong dương gỗ ra. Có một thanh trụ đã sâu hạt bản tính lên, cảm giác chắc tay rất mãnh liệt, nhưng trình thể của chiếc bàn tính nhìn lên trông vẫn có một thứ cảm giác lụi bại. Cúi đầu nhìn một hồi đường vân ở bên rìa kim toán bàn, lại lôi định la bàn ra. Tôi mới nhớ ra, Trương cửu Quái và ông nội tôi la trung lương là hai người cùng sư môn, hoặc là hai món đồ này, lẽ ra vốn phải truyền cho một người. Chỉ có điều đến đời của Trương cửu Quái và ông nội tôi, bọn họ là hai đệ tử, nên các món đồ bị phân tán ra. Nghĩ đến đây, tôi liền lật định la bàn lên, hoàn toàn theo bản năng mà nhìn vào dòng chữ ở mặt sau. La Trung Lương, đệ tử đời thứ 27, giữ. Ngay sau đó, tôi lại nhỏ một cái vào mặt sau của kim toán bàn. Điều khiến tim tôi đập thình thịch là, trên thanh ngang ở giữa kim toán bàn, không có đường vân gì, mà ngược lại cũng khắc những dòng chữ nhỏ li ti tinh xảo. Phía trước tổng cộng 26 hàng, tôi đối chiếu từng hàng một, từ cái tên đầu tiên, cho tới cái thứ 26, Mỗi hàng đều khắc cùng một nét chữ, cho tới hàng thứ 27 mới có sự thay đổi. Trương Cửu Quái, đệ tử đời thứ 27, giữ. Tôi cố nén cảm giác tim đập thình thịch, quả nhiên không khác gì với suy đoán của tôi. Sợ rằng thứ vốn dĩ mà các đời đều chỉ truyền một đệ tử ở đây, chính là Âm Dương Tiên Sinh, ông nội tôi và Trương Cửu Quái phân chia nó thành Âm Thuật Tiên Sinh và Thiết Khẩu Kim Toán. Chỉ có điều trong vô tận, tất cả đều có định số cuối cùng hai thứ này đều do trời xuôi đất khiến mà ngẫu nhiên được truyền tới tay tôi tôi đột nhiên cảm thấy trong di thư của trương cửu quái câu nói đó càng có hàm ý sâu sắc giới phong thủy đều biết thiết khẩu kim toán và âm thuật tiên sinh là đồng môn nhưng vì tính cách bất đồng mà ai đi đường đấy mà quẻ bói mệnh ta sẽ có người học được âm thuật tiễn ta về với đất nên lòng sinh ý tưởng nếu ta để cốt tướng và kim toán bàn cho người học âm thuật đó thì chẳng phải có chung một đệ tử với La Trung Lương sao? chắc là sư phụ vừa ý. La Trung Lương chết cũng không yên, lòng ta ắt sẽ sinh niềm vui sướng. Ban đầu tôi cho rằng đây là lời nói đùa vui của Trương Cửu Quái. Tính cách của ông ta và ông nội tôi không hợp, chết cũng phải chơi ông nội tôi một vố. Bây giờ tôi mới phản ứng lại, e rằng ông ta cũng muốn mạch này của Âm Dương Tiên Sinh ở đời sau sẽ lại được quy về một người. Đừng để vì ông ta và ông nội tôi mà khiến cho sự kế thừa mấy trăm năm bị cắt lìa. Đang lúc tôi suy nghĩ, có nên khắc tên tôi lên trên định la bàn và kim toán bàn hay không? Thì có tiếng bước chân vọng lại. Tôi lập tức lật tay cất định la bàn đi, tiếp đó liền ngẩng đầu lên. Người bước lên trên tầng 2, chính là một ông già mặc bộ mã quái màu vàng. Ông ta vẫn đeo cái kính gọng vàng đó, cái nốt ruồi ở trên trán thì hơi có chút xẹp xuống. Tôi nhíu mày một cái. Mặt kim thuận xương đầy vui mừng, thần sắc trông không thấy có vẻ gì mệt mỏi ông chủ la mấy ngày không gặp tôi còn cứ tưởng cậu không tới nữa chứ đang nghĩ bao nhiêu thanh trụ bản tính bằng vàng thế này cũng chẳng nỡ đem đi nấu lại kim thuận sương cười ha hả nói rồi bước đến trước mặt tôi giơ tay ra bắt tay với tôi tôi cũng cười cười đứng dậy mấy hôm nay gặp chút chuyện rắc rối xử lý xong lại về quê nghỉ ngơi mất ba ngày hôm nay mới vào thành phố liền tới đây luôn nói xong tôi đem kim toán bàn đưa cho Kim Thuận Sương. Ông ta thì cẩn trọng dùng hai tay đỡ lấy, rồi vội đi đến bên cạnh bàn gia công. Giây tiếp theo, ông ta liền lấy từ trong cái túi đeo trên người ra một cái hộp da màu đen. Mở ra xong, trong cái hộp lót nhung 14 thanh trụ bàn tính được đặt nằm, tôi cũng lập tức mở dương gỗ, lấy cái túi hạt bàn tính ra đặt lên trên mặt bàn gia công. Kim Thuận Sương thở dài một hơi, trịnh trọng nói, người chế tác cái bàn tính này chắc chắn là một vị đại sư bên trên còn điêu khắc rất nhiều sông núi đối với đồ kim hoàn việc này không dễ dàng gì đặc biệt đây còn không phải là thứ vàng ở thời cận đại nữa có thể tưởng tượng được tay nghề điêu luyện đến mức nào tim tôi đập hơi nhanh chút chẳng ngờ kim thuận xương không biết gì hết chỉ dựa vào mắt nhìn mà có thể thấy được không ít vấn đề ông ta bắt đầu lắp thanh trụ cũng sâu hạt bàn tính vào tôi cũng nhìn đến xuất thần quên mất cả thời gian trôi mãi cho tới lúc thanh trụ cuối cùng được lắp vào trong bàn tính tất cả hạt bản tính đều được sâu hết xong cả chiếc kim toán bản đều trở nên hoàn chỉnh chỉ có điều đã một thời gian dài không dùng hạt bản tính và giá bản tính đều dính không ít bụi bặm kim thuận xương đẩy gọng kính lau bỏ mồ hôi trên trán rồi bắt đầu tiến hành rửa bản tính cũng vô cùng cẩn thận dùng vải trắng lau chùi tới khi ông ta dừng lại cả chiếc kim toán bản dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng vàng rực rỡ vô cùng hút mắt ông chủ la cậu xem xem còn vấn đề gì không? 105 hạt bản tính, không thiếu hạt nào. Kim Thuận Sương nâng kim toán bàn lên đưa cho tôi. Tôi đỡ lấy xong, tim như nhảy lên đến tận họng. Ngoài cảm giác nặng trình trịch ra, nó còn cho tôi một cảm giác hoàn chỉnh không thiếu gì. Dường như cũng có một lực hút, muốn tôi gảy hạt bản tính. Tôi kiểm tra kỹ một lượt, mỗi một thanh trụ bản tính đều rất chắc chắn, không có chút dấu hiệu lỏng lẻo nào. Cẩn thận cất kim toán bàn lại, tôi không hề đi gảy hạt bản tính. Một là tôi vẫn còn chưa biết dùng lắm, thêm nữa là tôi cũng đã hứa với Trần Mù, quẻ bói đầu tiên sẽ dành cho lão. Kim sư phụ, tay nghề của ông, cũng chẳng kém đại sư chút nào nữa. Trong lòng vui mừng, tôi cũng tán dương Kim Thuận Sương đôi câu. Ông ta cười vuốt vuốt cằm, nói bản thân còn kém xa. Lúc này, tôi lại phát hiện cái nốt ruồi trên trán ông ta, lại xẹp đi rất nhiều. Cái nốt ruồi đó của Kim Thuận Sương, nằm ở vị trí trên trán ngay bên trên đầu mày còn được gọi là nốt ruồi bạn hữu lần trước khi gặp ông ta cái nốt ruồi đó của ông ta là một nốt ruồi đẹp trơn nhẵn lổi lên nhưng bây giờ mắt nhìn đã biến thành một nốt ruồi ác xẹp lép tôi hơi nheo mắt lại cũng có vài phần do dự kim thuận sương ngạc nhiên hỏi nhỏ tôi một câu ông chủ la trên mặt tôi có gì à tôi hít sâu một hơi dẹp bỏ những suy nghĩ kia cười lắc lắc đầu không có gì tôi nghĩ tới một số chuyện khác hơi xuất thần. Kim sư phụ ông tính toán tiền vàng với tiền công đi. Tôi vẫn còn có việc bận. Kim thuận xương cười ha hả báo giá cho tôi. Vàng thành phẩm dùng hết 65 vạn, làm khuôn tốn không ít công sức. Cũng dùng mất hơn 5 vạn tệ. Ông ta thu của tôi 3 vạn tiền công, tổng hết 73 vạn. Hỏi tôi trả tiền mặt hay quẹt thẻ. Xuống tầng quẹt thẻ xong, Kim Thuận Sương còn tiễn tôi ra tận ngoài hàng vàng. Lúc này, trời đã tối hẳn rồi. Lên xe xong, Phùng Khuất đang ngồi ngáp ở trên ghế lái. Lạ tiên sinh, cuối cùng cậu cũng ra, đã gần nửa đêm rồi. Phùng Khuất ngáp dài một cái. mươi 188, sự thay đổi của tướng mặt. Tôi ngần người, đúng là không biết, thời gian đã trôi qua lâu như vậy. Đi thôi, qua nhà họ Phùng, tôi hít một hơi thật sâu, nói. Phùng Khuất lái xe lên đường, tôi nhắm mắt nghỉ ngơi. Kim Thuận Sương đích thực có vấn đề trên tướng mặt, nhưng chuyện của Dư Sơn đã cho tôi một bài học Thêm nữa, Kim Thuận Sương cũng chẳng cầu đến trước mặt tôi. Chuyện không liên quan đến mình, tôi không cần thiết phải rước phiền phức vào người. Tuy rằng tôi biết xem tướng mặt, nhưng tôi không có nghĩa vụ. Đi giải quyết tất cả các tướng mặt mà tôi nhìn thấy, tôi cũng chỉ là một giao dịch với Kim Thuận Sương mà thôi. Sau khi đến nhà họ Phùng, Phùng Chí Vinh đứng ở cổng khu nhà đợi tôi. Sau khi gặp mặt, tôi mới phát hiện tướng mặt của Phùng Chí Vinh tốt lên không ít. Mũi thuộc cung tài bạch trở nên tròn đầy, cầm căng tròn. Địa khố đầy đặn, ánh mắt có thần, ấn đường cũng trở nên sáng sủa. Đây đều là thể hiện cho việc gia vận của nhà họ Phùng, sự tích lũy và sức khỏe của gia tộc đều lên một tầng cao mới. Sau khi lên tiếng chào hỏi Phùng Chí Vinh, ông ta bèn mặt mày tươi tỉnh, nắm chặt lấy tay tôi mãi không chịu buông. Trong lời nói cũng đều là sự cảm kích đối với tôi, chiều ngày hôm kia, ông ta mới hoàn tất triệt để việc chuyển mộ. Hôm qua, một công ty mà nhà họ Phùng đầu tư lên sàn chứng khoán, Giá cổ phiếu tăng mạnh, nhà họ Phùng kiếm bộn và còn có tin vui từ việc làm ăn và đầu tư ở các ngành nghề khác báo về. Càng quan trọng hơn là, ông ta phát hiện thân thể khỏe lên không ít, rất có vẻ đã lấy lại sự dũng mãnh, đúng là có khả năng sẽ lại sinh thêm đứa nữa thật. Tôi bảo với Phùng Chí Vinh, đây tuy đều là cái lợi có được sau khi chuyển mộ tổ vào long mạch, nhưng vẫn phải nhớ kỹ hành xử lương thiện. Nếu như dùng cái ác đối đãi với người cho dù có long mạch cũng không bảo vệ được khí vận của gia tộc. Tự cổ trí kim, biết bao nhiêu hôn quân tàn bạo, có trong tay long mạch của cả thiên hạ, cũng vẫn bị người khác thế chỗ đấy thôi. Phùng Chí Vinh nghiêm mặt, trịnh trọng nói, là tiên sinh, thọ giáo rồi. Lại nói chuyện vài câu đơn giản với Phùng Chí Vinh, đại khái là về chuyện của Lý Đức Hiền. Dưới sự điều tra của nhà họ Phùng, không chỉ tìm được quê cũ của Lý Đức Hiền, thậm chí còn tìm ra họ hàng gần của lão. Lý Đức Hiền là người gốc thành phố Nội Dương, 55 tuổi. Tìm hiểu tình hình ở trong thôn của lão thì khi lão được tầm 10 tuổi thì theo một thằng đồng cốt chuyên lừa đảo đi khỏi thôn. Khi hơn 20 tuổi có về lại thôn và cũng học được một loạt bản lĩnh lừa đảo. Bản tính lão háo sắc, làm hại không ít các cô gái mới lớn không hiểu đời ở trong thôn. Cuối cùng trong thôn tức chết, bèn đánh đuổi lão ra khỏi thôn. Lại qua 10 năm, khi Lý Đức Hiền lần nữa về thôn thì đã thành phong thủy sư có tiếng ở thành phố Nội Dương. Đương nhiên, đối với dân trong thôn họ, bình luận về Lý Đức Hiền đều chẳng ra sao. Đều cho rằng, Lý Đức Hiền cho dù có chút bản lĩnh, thì phần nhiều cũng là do bốc phét. Chẳng có mấy người đi nịnh bợ Lý Đức Hiền, chỉ càng ít tiếp xúc hơn với người nhà họ Lý. Cha mẹ già của Lý Đức Hiền vừa mất chưa đầy một năm. Nhà họ Lý không có ai ở, Lý Đức Hiền vẫn còn một ông bác còn sống. Phùng Chí Vinh cũng nói với tôi, bọn họ không hành động trước cũng lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì nên tất cả đều giao cho tôi định đoạt tôi trầm ngâm một lát tới nhà lý đức hiền trước phải dùng chút thủ đoạn đấy là kiểu dùng phương thức hành sự của lão đối phó lại với chính lão đương nhiên chúng tôi không thể tàn ác như thế đi lấy mạng cả họ người ta mà hoàn toàn chỉ nhắm tới một mình lý đức hiền tôi nói tất cả phải đợi ngày mai xem xong mới biết tình hình đêm nay cứ nghỉ ngơi trước tôi cũng phải suy nghĩ xem cần hành động như thế nào Phùng Chí Vinh vui vẻ hơn nhiều, bảo Phùng Khuất đi xếp phòng nghỉ cho tôi. Trước lúc đi nghỉ, Phùng Chí Vinh lại gọi tôi một câu, sắc mặt ông ta hơi có chút mất tự nhiên, nói có một chuyện quên không bảo với tôi. Khu nhà của nhà họ Cố đổ sụp xong, những thủ hạ kia của nhà họ Phùng đều đã tìm thấy hết, tất cả đều được hậu táng và bồi dưỡng món tiền lớn cho người nhà. Tôi gật đầu, nói làm như vậy không sai. Phùng Chí Vinh mới thở dài một tiếng, nói xác chết của cố lão gia cũng đã tìm thấy ông ta chết rồi tôi im lặng sau đó cười cười phùng gia chủ không cần lo lắng tôi với nhà họ cố vốn dĩ chẳng có quan hệ gì núi không rời thì sông rời rồng không linh thì sát linh mệnh số của cố lão gia có một kiếp nạn ông ấy không thoát được thôi trong thần sắc của phùng trí vinh cũng có đôi chút ngạc nhiên không nói thêm gì phùng khuất đưa tôi về phòng đi ngủ nằm lên giường trong phòng tôi nhắm mắt lại nhưng lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Mò điện thoại ra, mở WeChat, kéo đến chỗ ảnh đại diện của Cố Nhược Lâm. Tôi bấm vào trong xem một chút. Vốn dĩ, đây đã là tôi lấy hết can đảm để vào xem. Nhưng không ngờ, phần tường nhà chỉ là một đường ngang dài. Trái tim vốn đã tính lại không ít của tôi, lại đau nhói một cái. Tôi cũng chẳng biết có phải bị cố nhược lâm xóa kết bạn không, hay là bị cho vào danh sách đen. Vốn dĩ định nói một chút về chuyện của cố lão gia, cuối cùng cũng thôi hơn nửa đêm trằn trọc tôi cũng nghĩ một chút về chuyện nên dùng thủ đoạn gì để đối phó với lý đức hiền cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi trong đêm tôi ngủ không ngon giấc tôi mơ một giấc mơ mơ thấy cố nhược lâm khóc trong tuyệt vọng gào thét chất vấn tôi tại sao không cứu ông nội cô ta tôi ở trong mơ không nói thành lời lúc thì nhìn thấy nụ cười khẩy của lý đức hiền lúc lại là cố khai dương lạnh lùng nói tôi là âm sanh tử là bà đỡ âm linh đê hèn, không xứng với cố nhược lâm của hiện tại. Khó khăn lắm mới vùng vẫy tỉnh lại được, tôi nhay nhay chỗ đầu mày căng tức, lật người ngồi dậy. Vô thức nhìn một cái vào chiếc gương ở đầu giường. Đồng tử mắt tôi co mạnh lại, mặt đã biến sắc. Bởi vì xương dịch má của tôi lại có dấu hiệu lún xuống. Ngoài ra, đến cả lông mày của tôi lại cũng có chút hơi hỗn loạn. Đây là tướng mặt giống với của Lưu Văn Tam lần đó. Mày như than cháy, không tai cũng nạn nhưng trên người tôi có thể xảy ra chuyện gì được tôi dậy vào nhà vệ sinh xả nước ấm rửa mặt gương ở trong nhà vệ sinh có chút màu đồng giả dạ cổ phản chiếu gương mặt tôi rõ nét hơn không ít chỉ có điều lúc này nhìn lại tướng mặt của tôi thì chẳng nhìn ra vấn đề gì nữa vốn dĩ tướng mặt này cũng chỉ là cảm giác trong chớp mắt tôi nhíu chặt đầu mày nhìn chằm chằm vào trong gương hồi lâu nhắm mắt lại tôi day day đầu mày để cho tâm trạng không ngột ngạt quá thế nữa. Những chuyện phát sinh trong giấc mơ cũng cố gắng dẹp bỏ khỏi đầu óc. Đúng lúc này, đột nhiên điện thoại trên người tôi truyền lại tiếng rung rẻ rẻ. Bình thường điện thoại của tôi gần như không bao giờ reo. Người có thể gọi điện cho tôi, không nhiều. Tôi vội lấy điện thoại ra, nhìn một cái, hóa ra là bà nội gọi. Lập tức nhận cuộc gọi. Đầu bên kia chuyện lại giọng nói quen thuộc của bà nội. Thập lục, qua hết đêm mai, là mày có thể về thôn rồi. Có định về luôn không? Tôi ngạc nhiên, bà nội lại còn dục tôi về thôn cơ à? Tuy rằng tôi vẫn cứ lên kế hoạch, đợi sau khi cắt âm xong sẽ lập tức về thôn. Nhưng bà nội trước giờ vẫn cứ cố gắng chỉ hoãn được ngày nào hay ngày ấy. Liên tưởng đến tướng mặt ban nãy của tôi, ngoài ý nghĩa tự thân của lông mày, thì xương dịch mã là đại biểu cho gia vận và sức khỏe. Người thân của tôi không nhiều, ngoài bố nuôi Lưu Văn Tam gia, thì chỉ còn lại bà nội thôi tôi trả lời đến giờ là tôi chắc chắn lập tức về ngay do dự một chút tôi lại hỏi bà nội bà đột nhiên hỏi cháu thế có phải là xảy ra chuyện gì rồi không gần đây sức khỏe bà thế nào có chuyện gì bất thường phát sinh không